Hello anh em nhé. Tam chào anh em Tam. Ừ, chào lên gì đây. Đây anh em mình hôm nay làm cho sơ đi biếng cho anh em coi này. Làm biếng chiều tập cho anh em coi nha. Đây bữa nay anh em mình đi đâm lạnh dưới nước anh em coi. Ném mấy gâu lên luôn Tam. Tam ném mấy gâu lên lấy cả quay. Đây rồi ok chuẩn bị máy móc xuống nước anh em coi nha. Đây làm chia hai chia đây, chia đâu? Chia đâu giờ thứ Tam? Chia đâu hơi xếp anh em thông cảm nha. Chia đây là do anh em nào anh em mình cùng đi đâm này nên là nó hơi cũ xíu. Để chia chia ngành ngành bài bản đây, hai cái, cây kia nữa. Tao gương lên gương đeo bài bản vô. Lên gương ơi. À gương cũ đeo cái tiếp tiếp. Đeo cái xuống chưa ơi? Đeo rồi Tam. Rồi anh em mình chờ chuẩn bị xuống nha, anh em mình đông lắm. À 4 thành viên. Bây giờ chuẩn bị xuống này anh em mình tâm kiếm ghé kiếm cua ghẹ cho anh em gần bờ nha, cách gần gần đây thôi. Đây, đây anh em mình chuẩn bị xuống nha. Anh em mình gặp một con cá lự trâu nha mọi người, ngụy trang dưới cát rất là khó nhìn nha. Đây được một con lự trâu nha anh em. Tiếp tục một con nữa nha mọi người. Cái dây đi dở tột quá, dở nó chung quá. Anh em mình gặp một con ghẹ nha. Ghẹ đang ngụy trang làm rất khó nhìn. Ghẹ này không giống như ghẹ trên bờ đây nha mọi người. Ghẹ trên bờ 40-50 kg là nha. Ghẹ là nhỏ thôi nha. Giọt 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 gì nhỏ à. Đâu có chữ nữa. Vậy không? Ghê mày đã.
một con ghế nữa nha mọi người. Anh em mình phát hiện một đàn cá ngát rất là dễ thương nha, cá ngát con nha. Cá này rất là đẹp. Đây là cá ngân nha mọi người, cá ngân. Anh em mình phát hiện một con cá đuối nha mọi người. Cá đuối chưa tới mùa nên còn hơi nhỏ nha. Mọi người, cái này là cái ở bên gọi là cái giò gà nha, bay như một con bướm á. Anh em mình gặp một con mực nha mọi người. Mình chỉ bắt thôi mà nó xịt túi mực đen. Thank you.
Đem xem thôi, giờ nó nhỏ quá thôi, mình thả nha, thả cho nó lớn nha. Hello.